chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết nông vụ được phát sóng trên kênh VTC16. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 1, khu vực Bắc Bộ và trong đó có cả thủ đô Hà Nội, trời mưa rét, vùng núi có nơi rét đậm. Riêng thời tiết Hà Nội những ngày này, trời âm u, có lúc có mưa nhỏ, không khí ẩm ướt, nền nhiệt khu vực này chênh lệch ngày đêm thấp, ban đêm không giảm sâu mà giữ ở mức từ 17 cho đến 19 độ và ban ngày thì nhiệt tăng nhẹ so với ban đêm, phổ biến từ 20 cho đến 21 độ. Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa nhỏ rải rác. Riêng đêm 12, 13 tháng 1 có mưa rào và dông rải rác và từ đêm 12 cho đến 14 tháng 1 trời rét. Khu vực từ Hà Tĩnh cho đến Bình Định mưa rào rải rác, phía Bắc sáng và đêm trời rét. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời tiết khu vực Nam Bộ phổ biến ít mây, ngày nắng, trưa chiều trời nóng và đêm không mưa, gió mát mẻ. Gió Đông Bắc cho đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất giao động từ 22 cho đến 25 độ và nhiệt độ cao nhất giao động trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Từ đêm 11 tháng 1, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8 và sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét, biển động mạnh. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 cho đến 3,5 mét. Khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 cho đến 3,5 mét. Với điều kiện thời tiết như hiện nay là điều kiện thuận lợi để sâu vẽ bùa gây hại trên cây trồng. Khi mà sâu gây hại thì lá nhỏ, dị dạng và ảnh hưởng đến sự phát triển của chồi hoa. Hoa và trái có thể bị rụng khi cây bị hại nặng. Ở giai đoạn cây con, nếu như gây hại thường xuyên, cây sẽ phát triển kém và có tán nhỏ hơn so với bình thường. Sâu vẽ bùa là môi giới truyền bệnh loét trên cam quýt. Sâu vẽ bùa gây hại quanh năm với điều kiện thuận lợi để sâu gây hại thường là nhiệt độ từ 23 cho đến 29 độ C và độ ẩm sẽ dao động trong ngưỡng 85 cho đến 90%. Sâu vẽ bùa thường gây hại trên các chồi và lá non. Ngay khi lá non vừa ra thì ấu trùng sâu mới nở, đục, chui qua lớp biểu bì của lá để ăn phần mô mềm ở trong lá. Ăn đến đâu thì biểu bì sẽ làm phồng đến đấy và tạo thành đường hầm rất là ngoằn ngoèo. Để phòng trừ sâu vẽ bùa hiệu quả thì bà con cần phải lưu ý như sau. Thường xuyên theo dõi, quan sát, thăm vườn để bảo vệ các đọt non, phát hiện sâu bệnh kịp thời để có hướng giải quyết. Trường hợp mà cây bị sâu gây hại nặng, tiến hành cắt tỉa, loại bỏ các cành lá và chồi non đem đi tiêu hủy. Cần phải phun phòng cho cây trước mỗi đợt ra lộc non bằng các chế phẩm trừ sâu sinh học phù hợp. Chăm sóc cho cây sinh trưởng tốt, tỉa cành, tạo tán, bón thúc cho lộc non ra tập trung và hạn chế sự phá hại của sâu. Bón đầy đủ dinh dưỡng cho cây bằng các loại phân hữu cơ, phân bón lá, phân chung vi lượng để giúp nâng cao sức đề kháng của cây trồng. Cây trồng phát triển tốt, lá to, lớp biểu bì dày khiến cho sâu non khó xâm nhập lá và hạn chế gây hại. Bên cạnh đó thì cũng cần phải bảo vệ và phát triển các loài thiên địch trong vườn như là kiến vàng, các loại ong ký sinh để loại bỏ sâu vẽ bùa một cách tự nhiên. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng trên cả nước trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị và bà con cùng theo dõi.